Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài, luyện nói, bài văn giải thích một vấn đề trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, trang 98. Trước khi đi vào các đề của ngày hôm nay, cô sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ bản mà các em cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, khi lập dàn bài, bài văn lập luận giải thích thì gồm có 3 phần chính, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài, các em nêu vấn đề cần giải thích. Phần thân bài, triển khai việc giải thích. Thứ nhất, giải thích nội dung của vấn đề cần giải thích về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau đó, giải thích cơ sở của vấn đề mà các em cần phải giải thích và giải thích sự vận dụng chân lý được nêu trong vấn đề cần giải thích vào thực tiễn trong đời sống. Cuối cùng, phần kết bài, các em nhớ khẳng định ý nghĩa của vấn đề cần giải thích còn giá trị đối với ngày nay. Và yêu cầu khi trình bày miệng đối với bài hôm nay đó là các em phải phát biểu rõ ràng, trôi chảy theo dàn bài mà mình đã lập với tư thế đĩnh đạc, từ tốn và quan tâm tới người nghe. Bây giờ chúng ta sẽ xét lần lượt các đề. Thứ nhất, đề A, trường em tổ chức một cuộc thi giải thích tục ngữ. Để tham dự cuộc thi đó, em hãy tìm và giải thích một câu tục ngữ mà em tâm đắc nhất. Và câu tục ngữ được đưa ra ở đây là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đối với đề bài này, các em có thể tham khảo dàn ý như sau. Thứ nhất, trong phần mở bài, các em nêu lên lời nói là công cụ của giao tiếp. Sau đó giới thiệu hai câu nói, lời nói gói vàng và lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Phần thân bài sẽ gồm các ý như sau. Thứ nhất, lời nói phản ánh trình độ hiểu biết, tư cách đạo đức, tính tình của mỗi con người cụ thể. Lời nói vừa lòng là những lời lẽ lịch sự và tế nhị. Để đạt được hiệu quả giao tiếp thì chúng ta phải tùy vào đối tượng, hoàn cảnh mà vận dụng lời nói sao cho phù hợp. Muốn có lời nói đẹp thì cần phải có quá trình rèn luyện và học tập, đúng không nào? Mở rộng ra, chúng ta cần tránh hiện tượng nói ngon, nói ngọt để nịnh hót. Cuối cùng, phần kết bài, các em khuyên mỗi người cần phải biết nói lời hay, ý đẹp. Tiếp theo, đến với đề bài số 2, đề B. Vì sao những tấn trò mà Varen bày ra với Phan Bội Châu lại được Nguyễn Ái Quốc gọi là những trò lố? Các em hiểu, lố là hành động quá đà, quá đáng, là sự lố lăng và kịch cỡm. Trò lố là những sự việc được bày trò có tính toán nhưng không che giấu được sự kịch cỡm và lố lăng. Những trò của Varen với Phan Bội Châu như thế nào? Và các em nhớ kể lại những trò đó theo thứ tự trước sau. Dựa theo bài học giải thích, các em chỉ ra những trò ấy lố ở chỗ nào. Cô sẽ hướng dẫn các em lập dàn bài như sau. Thứ nhất, phần mở bài, các em giới thiệu khái quát nhan đề của tác phẩm. Thân bài, trước tiên các em đi giải thích từ ngữ. Thế nào là lố? Lố là không phù hợp với lẽ thường của người đời một cách quá đáng đến mức thô kệch. Thế nào là trò lố? Trò lố là trò bày đặt ra và không hợp với lẽ thường đến mức đáng chê cười. Sau đó chúng ta liệt kê về những trò lố mà Varen bày ra. Varen hứa sẽ chăm sóc cụ Phan Bội Châu nhưng thực chất chỉ là một lời hứa dối trá. Và ông Varen được người ta chăm sóc bằng các cuộc tiếp rước, yến tiệc linh đình. Ông Varen chăm sóc Phan Bội Châu tại nhà ngục hỏa lò. Hơn nữa còn dùng những lời dụ dỗ và mua chuộc Phan Bội Châu. Vậy thì theo em, những trò trên của Varen lố ở chỗ nào? Chúng ta có thể giải thích lời hứa của Varen thực chất là sự dối trá, hứa để ve vuốt, trấn an nhân dân Việt Nam đang đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Và sự ve vuốt, nịnh bợ cùng lời khuyên của Varen đối với Phan Bội Châu cũng là những trò lố bịch, đáng khinh bỉ. Cuối cùng, phần kết bài, các em khẳng định nhan đề đã sâu sắc, gói trọn nội dung tư tưởng của tác phẩm. Đến với đề bài số 3, vì sao nhà văn Phạm Duy Tốn lại đặt nhan đề sống chết mặc bay cho truyện ngắn của mình? Đối với đề bài này, các em phải chú ý giải thích thành ngữ sống chết mặc bay, chê trách những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình, không chú ý gì tới người khác.
Câu này có dị bản sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, đúng không nào? Và giải thích tại sao Phạm Duy Tốn lại đặt tên cho truyện ngắn bằng thành ngữ trên. Thứ nhất, tên quan huyện trong truyện hoàn toàn thờ ơ với nỗi cực khổ của người dân trong lúc hộ đê và trong cảnh vỡ đê. Các em kể ra những chi tiết chính có ở trong văn bản. Và mặc dù trong truyện không có thầy, thầy cúng, thầy lang băm, nhưng tên quan phụ mẫu ở đây hạnh phúc trên nỗi đau của người dân lại rất phù hợp với nội dung của tác phẩm. Dựa vào những ý đó, các em có thể lập dàn bài như sau. Thứ nhất, phần mở bài, giới thiệu khái quát tác phẩm và nhan đề Sống chết mặc bay. Phần thân bài, giải thích Sống chết mặc bay, nghĩa đen là sống hay chết cũng mặc kệ, còn nghĩa bóng là nói tới nhân dân có ra sao thì quan cũng không quan tâm. Như vậy, sống chết mặc bay có nghĩa là thái độ ích kỷ, vô trách nhiệm, miễn là được lợi cho mình, kẻ khác khổ sở, thua thiệt thế nào thì cũng mặc kệ. Với nhan đề như vậy, tác giả muốn phê phán xã hội phong kiến thối nát đã làm cho nhân dân phải chịu khổ, đúng không nào? Đầu đề sống chết mặc bay rất phù hợp với nội dung truyện ngắn của Phạm Duy Tốn. Cụ thể, hai cảnh tượng trái ngược xảy ra cùng lúc. Người dân nghèo hèn đang hộ đê trong trạng thái nguy kịch, khẩn cấp. Trong khi đó, tên quan phụ mẫu lo việc đê điều lại đang cùng bọn nhà lại ung dung chơi bài trong đình như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó thể hiện được sự vô trách nhiệm, vô lương tâm của bọn quan lại thời đó. Và cuối cùng, phần kết bài. Các em khẳng định, nhan đề gói gọn nội dung, tư tưởng của truyện, lên án, tố cáo sâu sắc, bản chất của bọn quan lại. Đến với đề số 4, em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em thích đọc loại sách ấy. Đối với đề bài này, các em có thể giới thiệu về sở thích đọc sách và loại sách mà mình thích đọc. Giới thiệu sơ qua về loại sách đó như những cuốn sách hạt giống tâm hồn thường viết về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh như tình yêu, tình bạn và lòng biết ơn. Hay giới thiệu một vài tựa sách thuộc loại sách này, từ những điều kỳ diệu cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống, tìm lại bình yên hay hạnh phúc không khó tìm, hoặc là điểm tựa của niềm tin. Sau đó các em nhớ đưa ra lý do vì sao mình lại thích đọc. Trong sách có viết hoặc tuyển chọn những câu chuyện ngắn hay, giàu ý nghĩa, hoặc loại sách này viết về nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh và nhiều kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Những cuốn sách thì cung cấp nhiều triết lý, nhiều điều bổ ích có thể vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hoặc là những cuốn sách này cho em thấy cuộc đời có nhiều điều tươi đẹp và giúp định hướng tư tưởng, lối sống tốt đẹp cho bản thân. Trong bài, em cũng có thể khẳng định cá nhân em cho rằng đọc sách là thói quen tốt. Những cuốn sách đó rất bổ ích, giúp chúng ta biết nhiều điều trong cuộc sống và em sẽ tiếp tục đọc, vận dụng vào cuộc sống. Cuối cùng, nhớ khẳng định đọc sách là thói quen tốt và những cuốn sách hạt giống tâm hồn là một lựa chọn tốt cho việc đọc sách. Như vậy, với những ý như thế, chúng ta có thể lập dàn bài như sau. Phần mở bài, các em giới thiệu sơ qua về sở thích đọc sách. Phần thân bài, em đưa ra một vài loại sách mà em đã đọc và rất thích. Có thể giới thiệu sơ qua về loại sách đó, những cuốn sách hạt giống tâm hồn thường viết về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh như tình yêu, tình bạn và lòng biết ơn. Em cũng có thể giới thiệu về một vài tựa sách thuộc loại sách này, ví dụ từ những điều kỳ diệu cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống, hay tìm lại bình yên, hạnh phúc không khó tìm, điểm tựa của niềm tin. Ý tiếp theo trong phần thân bài, em nêu lý do vì sao mà mình lại thích đọc sách đó. Có thể sách em đọc cho em những cảm xúc khác lạ, hay dạy cho em những bài học bổ ích và có những triết lý sâu sắc. Bởi trong sách viết hoặc tuyển chọn những câu chuyện ngắn hay, giàu ý nghĩa, loại sách này viết về nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, kiến thức cần thiết cho cuộc sống, hay cung cấp nhiều triết lý, nhiều điều bổ ích có thể vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Những cuốn sách còn cho em thấy cuộc đời có nhiều điều tươi đẹp và giúp định hướng tư tưởng, lối sống tốt đẹp cho bản thân. Tiếp theo, trong phần thân bài, em nhớ khẳng định chúng ta nên đọc sách để mở mang kiến thức và hiểu biết về thế giới xung quanh. Và cuối cùng là phần kết bài, em khẳng định đọc sách là thói quen tốt
và khuyên mọi người nên chăm đọc sách. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài, luyện nói, bài văn giải thích một vấn đề trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7, tập 2, trang 98. Hy vọng những gợi ý vừa rồi có thể giúp các em rèn luyện kỹ năng trình bày miệng về một vấn đề xã hội và văn học. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại!